cái tàu khác nữa. Đấy, ta sẽ đầu đi này. Đấy. Dạ đâu? Đây là mua hàng. Rồi con đây xem tàu nhá. Đây xem tàu hả? Đấy tàu kìa. Nhìn thấy đầu tàu chưa? Đấy, đầu tàu đây. Đầu tàu đây. Chưa? À. À. Quay lại nhá. Hết rồi. Đấy, quay lại này. Cứ tìm xem mẹ Thảo đâu rồi. Cứ mẹ Thảo cứ thế vào đây mà. Thảo kia à? Đang ra đây rồi. Đã là vừa qua trăm tàu ấy. Để trong bán nhiều đồ ăn lắm. Hả? Trong bán nhiều đồ ăn. Mua được cái gì không? Có cầm ví đâu, mới gì đâu. Đây, ví đây. Đi về trong quán Trung Quốc cái gì á? Bảo em cần vứt đồ đi thôi, mũ này rồi các thứ này, cầm tay vứt đi ấy. Xương gì à? Hả? Xương gì à? Bộ xương à? Ờ à, gì? Ồ. Qua xem bộ xương bố. Để xem nhá. Ở đây có một cái đường, à xin lỗi, đây có cái đường gì này, thẳng chưa? Đấy. Đấy. Đâm đặt chưa? Đứng đây nhìn thôi. Hay có muốn đứng lại gần để nhìn á? Hả? À? Dần ra hay gần vào?
Chưa ngã. Bằng nhựa ấy còn. Cần là mô phỏng thôi. Không phải thật đâu. Tôi xem lại Thảo nhá. Mời chị nhá. Đây, em mai em đang làm gì, em đang quấy đâu kìa. Đây, em Thảo trước mặt đây. Sao cột này mẹ ơi, đi về mẹ ơi. Mẹ mua đồ đó thì... cửa hàng kia vẫn còn mà mua được cửa hàng kia vẫn kia sao ừ, tùy em mua được cái gì không? Có cửa hàng nọ đây chứ. Đúng rồi đây. À. Chị nhìn tàu kìa, chạy qua mất rồi. Ở trên kia mà. Bây giờ chạy qua rồi. Bây giờ người ta dâng lên rồi. Mai khắp kìa. Em mày thằng tán tiền kìa. Ừ.